ơi. Khoa hôm nay có chuyện buồn rồi. Hello em. Hello anh ba. Cảm ơn bà chú. À, chị ơi. À, anh uống gì kêu đi. Anh uống rồi, anh uống trà đá. Ủa cái gì kêu đi. Nghe không? Rồi ok. Hồi nãy uống coca hay uống cà phê luôn, tối nay cho khỏi ngủ luôn. Cũng buồn. Anh uống cacao được không? Uống cái gì cũng được, thôi uống cà phê. Ờ, anh uống cà phê kêu đi. Em mời. Thôi, ai uống lấy trả đi mời. Không, giờ sao, giờ nghe không? Rồi, ok, nghe lời Khoa luôn. Hồi sáng đi về với Khoa cũng mệt đó Khoa. Mệt lắm rồi. Hồi chưa về, nói mưa trường lâm hết trơn. Gặp mưa nữa, trời ơi. Rồi em nằm nó khóc nhà. Khoa có gọi điện thoại cho mình là Khoa cũng khóc sướt mướt. Cái đó là sự thật nha mọi người. À, Khoa hôm qua thì có bị một cái nick giả nào cũng để đăng Khoa á. Hơn chừng cũng kiểm tra lại cái nick YouTube của Khoa. Mà nick YouTube của Khoa thực sự mà nói là cái hình bông hồng chứ không phải cái hình bậy bạ nha. Đó, bởi vậy mọi người comment mà thấy đăng Khoa đó là mà cái hình mà bậy bạ là không phải của đăng Khoa đâu. Không biết cái hình đó đâu có thì mình không biết, nhưng mà cái nick mà kiểm tra chết trong máy, chết trong máy của anh Khoa là cái hình bông hồng nha mọi người. Con coi rồi con thấy sao bên? Rất là thương cho anh Khoa. Trời ơi, cảm động ghê không? Cảm ơn con nha. Uống cà phê Khoa. Thầy mới cúng nhà xong á. Về nhà cúng nữa hả? Cúng nhà. Cúng để ăn. Ăn càng cái giảm mà đồng em lên mà thời gian tiên. Tại lúc nay là bàn cờ mà đồng em để ở dưới nhà. Bây giờ để lên lầu. Bây giờ đưa lên bàn cờ bàn thời gian tiên luôn. Đưa lên sân thượng luôn á. Không, đưa lên phòng thờ. Phòng thờ ở tầng trên cùng á. Hôm nay Lăng với Phường có phát đồ từ thiện nuôi ăn rất ngon, hơn chừng nãy cũng có quay clip và ăn một đồ. Có người nói nè, nói gì Khoa nè, anh đọc đi nè, biết vậy sáng đây chọt xe của Khoa gì kỳ hả nè. Có nghĩa là sao trong YouTube nó đệ gì vậy? Anh coi đi nè rồi. Nè biết vậy sáng ra chọc xe anh Khoa Hưng Nguyễn. Ôi nhiều khi giỡn chơi mà rồi ta nói đó là vui vẻ thôi. Em đang buồn mới nói câu này nữa. Có ai chọc xe anh Khoa không? Hôm bữa có người rồi đó. Nói đúng. Ở nhà Khoa có tang. Còn cái gì bức xúc không Khoa? Sau khi đăng những cái clip và Khoa làm lễ mãn tang đó. Có nhiều người cũng vô quan cảm em lắm, nói em là cái thằng không ra gì hết đó mà bị đặt lên chùa. Trời ơi trời, đi xã tang cũng bị la nữa hả? Ừ. Sao ngộ quê vậy? Ai cũng có ông bà cha mẹ mà. Ngộ quê vậy? Chắc là ghẹo Khoa chứ đâu, không phải người ta chửi Khoa đâu. Cái đó thật á. Ghẹo với chửi nó hai tiếng nó khác nhau. Xem mình avatar nó kìa. Vô giấy. Không phải cái avatar đó là không phải của anh Khoa nha. Hơn chừng đính chính lại cho mọi người xem cái avatar không phải của anh Khoa. Ok, để Hưng Trần kiểm tra lại cho nè mọi người. Thì sẵn đây Hưng Trần kiểm tra luôn sẵn đây nè. Thì đây nè, đây là cái máy của anh Khoa nha. Mọi người có nhìn rõ không? Đây nè. Bây giờ vô kiểm tra cái của anh Khoa nè. Thấy không? Để chữ đăng Khoa bông hồng nè mọi người. Đó. Rồi vô kiểm tra coi anh Khoa mấy nít nè. Đó, vô kiểm tra nè.
thì anh Khoa có hai nít, một nít là Khoa Nguyễn với một nít là Đăng Khoa đó, hình bông hồng đó, chứ không phải là anh Khoa. Còn cái hình bậy bạ kia là không phải đó. Hình của Đức Phật với ai nữa là cái hình không, đang nói về YouTube á, mà vô tài khoản mà có cái hình đại diện của Đăng Khoa mà hình bông hồng là hình bậy bạ đó, là không phải của Khoa đó. Đó, show hết cho mọi người xem để mọi người coi, rồi mọi người có ý kiến gì ý kiến ha. Đó, đây là điện thoại của anh Khoa nè mọi người. Đó, show hai tài khoản, anh Khoa có hai tài khoản, thì show hai tài khoản cho mọi người xem luôn đó. Rồi Khoa có muốn nói gì không? Em muốn nói là cũng cảm ơn anh Ba Ơn Trần đã vì em mà hồi chưa lên chùa để quay làm lễ xã tang của gia đình em ở trên chùa. Và em rất cảm ơn những người đã quan tâm tới em, và những người không quan tâm tới em mà còn comment vô nói này nói nọ em cũng không có giận đâu. Mà em rất cảm ơn mọi người đã nghĩ tới em. Nhất là em cảm ơn anh Ba Ơn Trần đã vì em mà đi lên chùa để mà xác minh cho em. Mọi người nói em nói đúng sự thật. Sáng hơn Trần đi á, tại vì lỡ hứa với Khoa rồi mà cũng muốn là thí dụ như coi thử Khoa nói đúng hay sai, thì hơn Trần lên chùa coi thử như thế nào. Nói thứ nhất ra nói mọi người đi. Thứ nhất á, là lên chùa là để cái chùa là nó linh thiêng, thì không có, mình chỉ có quay rồi quay sao mình đưa vậy thôi mọi người, chứ mình không có dám đùa giỡn gì trong chùa nha, mà cũng không dám chọc ghẹo ai hết á. Là mình lên chùa hồi sáng á, là để mình coi thử coi là Khoa hồi sáng có nói là lên chùa không, mà đúng cuộc là Khoa có lên chùa nha mọi người. Rồi còn điều gì thắc mắc nữa không Khoa? Khoa chỉ mong là mọi người hiểu Khoa vậy thôi. Khoa cảm ơn mọi người đã quan tâm tới Khoa vậy thôi. Nên Khoa rất là buồn, Khoa không có nuôi nổi đâu. Khoa nói thiệt luôn. Hồi chưa giờ Khoa về Khoa nằm Khoa khóc không à, Khoa mới nói gì hết á. Khoa chỉ biết tình anh em mà Khoa cảm ơn anh Ba Hơn Trần đã lên chùa để quay cho Khoa đi, cho mọi người biết là Khoa có làm lễ trên chùa, cả tang bà nội Khoa trên chùa. Rồi thôi, bây giờ nói với Khoa nghe nè, cái chuyện gì nó qua thì nó qua, mình đừng có buồn, Khoa hiểu không? Nhưng mà bà nội em là người mà lo lắng nghe từ nhỏ lớn. Thì biết rồi, có buồn thôi, nhưng mà cũng phải gác lại thôi. À, anh cảm ơn một người này giùm em đi. Cảm ơn ai vậy? Nè. Khoa hay đọc bình luận lắm mọi người, bởi vì mọi người mà nói ghét cái luôn là Khoa đọc hết á. Đây nè. Rồi đâu đó anh coi nè. Đây tội nghiệp cho Khoa. Đâu nè. Tội nghiệp cho anh Khoa, A Di Đà Phật. Rồi cảm ơn chị, cảm ơn Trần Von. Cảm ơn Trần Von nha. Ok, đó. Khoa đọc bình luận dữ lắm. Anh nói cảm ơn giùm em đi. Sẵn qua liếm này cảm ơn nè. Giờ có bức xúc bức nút gì cứ nói nè. Nhưng mà anh nói là cảm ơn anh này nè. Anh Trần John á. Rồi cảm ơn anh Trần John. Thay mặt em của anh. Thay mặt anh Khoa cũng như là Hương Trần, cảm ơn anh Trần John đã động viên cho anh Khoa. Nói chung là gia đình người nào cũng vậy, cũng đôi lúc cũng phải có chuyện buồn chuyện vui. Thì Khoa nói chung là cũng không được bình thường, nhưng mà nói chung cũng phải có buồn vui mọi người, chứ không phải là lúc nào cũng vui không, mà lúc nào cũng buồn không đâu. Mọi người đừng có comment cho mà chửi Khoa nữa, Khoa nói thiệt đó, Khoa buồn lắm. Hồi chiều có gọi cho Hương Trần khóc trước mức. Lúc đó trời mưa nữa mà Hương Trần nghe điện thoại xong rồi cái
con Trần cũng chỉ biết khuyên Khoa thôi, đừng buồn. Chắc cũng nhớ bà nội hay gì. Bà nội luôn á, đúng không Khoa? Khoa hồi nhỏ với bà nội là có kỷ niệm gì không Khoa? Nói mọi người biết. Đó là bà nội Khoa lo cho Khoa từ nhỏ lớn. Việc học hành là bà nội là người mà quan tâm cho Khoa nhiều nhất. Cảm ơn em. Ăn đi. Anh Toàn, anh ba có lên chùa của em nè. Biết rồi, cái con. Có coi chưa? Có coi. Cảm ơn anh nha. Có gì đâu. Em nói là em có đang thật đó. Anh Toàn cũng nói tưởng là em giỡn. Mà Khoa được á, Khoa đừng có qua đây kiểu làm lố quá. Không thích, đúng không? Em đâu có muốn qua. Hôm nay thật sự là em... Hôm qua đây em cứ có hẹn với Dương ngoài. Bây giờ thật sự là bây giờ có nhiều người phê phán anh Toàn rồi đó. Có nhiều người đã nói chỉ có hơn Trần là biết thương Khoa thôi. Chỉ có hơn Trần là biết hiểu Khoa thôi. Người ta thấy hơn Trần coi kinh của em rất là vui. Còn coi kinh của Toàn á. Thôi mệt quá thôi, đừng nói. Thì là mọi người sẽ lúc đó luôn. Hay lắm anh Khoa ơi, anh nói hay lắm. Anh nói vậy Khoai, chết luôn à. Mọi người rất là khen anh Hơn Trần, mọi người nói Hơn Trần với Khoa á. Thấy Hơn Trần rất là thương Khoa, rất là lo lắng cho Khoa. Thôi đẹp điểm đâu mà. Mọi người nói là thà coi kinh của Hơn Trần rất là vui. Chứ còn coi kinh của Toàn giờ không còn gì là vui nữa. Thôi rồi. Không quay qua là không vui đúng không? Không phải vậy. Chứ sao vậy? Mọi người không nói gì? Cái gì mới được. Mọi người nói rồi. Em không biết nữa. Mà Khoa phải nói rõ còn mới biết được chứ Khoa nói. Em chỉ thấy mọi người comment, người nói gì thì em đâu, giờ Khoa lấy comment đó ra cho còn coi. Đây nè. Có luôn. Em không nói dốc. Cái comment ở trên thôi, cái chuyện này mình ốp đây nha mọi người. Để cho hai bên xử lý nhau đi chứ nhiều khi. Cái comment này là trên mạng là bắt đầu mọi người comment từ lưa vô đây nữa. Đây, comment trong cái lễ tang của bà nội luôn nha. Hôm nay á, kính thưa các cô, các chú, các bác, các anh, các chị, cùng các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm gần xa trong và ngoài nước. Và hôm nay, cái lễ gọi là mãn tang bà nội Khoa đã thập phần viên mãn ở chùa Hải Quan Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng do được anh ba Hơn Trần Loto LGBT đã lên chùa đính chính cho Khoa và quay cái buổi lễ mà Khoa mãn tang bà nội Khoa ở trên chùa. Cũng có nhiều người quan tâm, comment, chia buồn với Khoa. Cho em cảm ơn những người nào quan tâm chia buồn với em, đó là cái niềm em rất là cảm ơn. Tất cả mọi người đã quan tâm tới em, có tình nghĩa đối với em thì em rất là mang ơn. Và có những ai ghét em, dù có chửi em đi nữa, em cũng không biết giận ai hết. Mà em cũng xin lỗi tất cả các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các vị thiện hữu tri thức gần xa trong và ngoài nước, cùng các anh, các chị, các cô, các chú, các bạn nào mà Khoa có làm gì có lỗi với Lan Quế Phường hay là cá viên Chiên Thu Phương, thì cho em được nói lời xin lỗi tất cả đến các anh, các chị, các cô, các chú, các bác gần xa trong và ngoài nước cùng thành phố Hồ Chí Minh đã mấy lần tới đây ủng hộ cho cái viên Chiên Thu Phương. Em có làm gì không phải, mong mấy anh chị bỏ qua. Tại vì sao, dù em bây giờ em rất là buồn, cho nên em muốn ra đây để tìm bạn và vui vẻ ngoài này thôi, chứ em không có ý quậy phá gì ngoài này. Mong mấy anh, mấy chị, mấy cô, mấy chú tha thứ cho em. Và mong mọi người sẽ tới đây để ủng hộ cho cá viên Chiên một buổi tối thứ sáu được vui vẻ. Hôm nay có bác từ thiện nuôi do chị Đại Quyên phát. Và mong mọi người tới đây ủng hộ cho cá chiên viên phở gà bé Đạt một buổi tối thứ sáu thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Và chúc mọi người một buổi tối thứ sáu sức khỏe được dồi dào, vạn sự được như ý, các đường được như ý, công việc được thành công tốt đẹp, một ngày thứ sáu được vui vẻ nha mọi người. Khoa cảm ơn.